Sau khi gửi xe xong thì đi qua khu thang máy để xuống tầng 3, 4, 5 để ô tô. Tầng 2, tầng 1 để quán tế quốc nội, tầng B, tầng hầm vương và nhà hàng. Tên này ấn trước, nó được lập trình. Đúng đây, đúng đây. Làm vàng. Anh rối tóc này để tóc này khác so với bộ lại đó. Ừ, siêu dễ thương. Bây giờ nè, về xuống đây. Đây tầng hầm của bãi xe sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Có cái nhà hàng Gogi. Món ăn truyền thống của Nhật Bản nè. Chị thấy có những cái bàn nướng tránh khói nè. À, chào em. Ok. Đi. Đó, và có nhà vệ sinh, có thang cuốn cái gì, rất là lịch sự. Đó, sân bay quốc tế Tân Nhất. Khi nhận xong hành lý ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nếu quý vị transit sang sân bay nội địa để đi Hà Nội, đi Huế, đi Đà Nẵng, Nha Trang, và quý vị sẽ đi theo hành lang này để tiếp viên của Vietnam Airlines quý vị. Đó. Và đây đường hành lang nói từ ga quốc tế sang ga quốc nội nè quý vị. À, có mấy che để chống mưa nắng cái gì ha. Và nếu quý vị nào quê ở Đà Nẵng, Nha Trang á thì mình canh chuyến bay đáp xuống ở Tân Sơn Nhất mấy giờ, trừ hao khoảng 2-3 tiếng á, bay tiếp chặng nội địa là Tân Sơn Nhất Sài Gòn đi về Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội hôm qua thì mình sẽ đi qua cái con đường này đó gì thấy, để book cái chuyến bay nội địa transit tiếp đi về quê của mình nha. Đó, và đến đây thì quý vị nếu đi Vietjet thì đi qua là gặp riêng, còn đi tiếp nữa là đến với lại Sasco, và sau cùng là Vietnam Airlines là chỗ xa nhất nha quý vị. Đó, còn đây là phần mặt trước của sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất nội địa. Những chuyến bay đáp từ Hà Nội, từ Vinh, Nha Trang, Đà Nẵng hay là Phú Quốc, Cà Mau, Rạch Giá, Buôn Thuột, Lê Cưu vân vân đều sẽ đáp ra ngoài này quý vị. Thì thấy buổi tối khu vực taxi đón rất là đông đúc ha. Đó, và ở đây có dịch vụ đưa xe buýt đi Vũng Tàu nè. Vì Vũng Tàu yên tâm nha. Đó, có Sister Bus, xe buýt sân bay 5 sao cái gì.
Đó, nếu có thời gian thì quý vị sẽ uống cà phê, cà phê hay lên cà phê gì. À. Còn 20 phút rồi nó đâu chấp nhận cho mình chuyến bay đó đâu. Đây khu vực bãi đậu xe. Ở đây gì thấy có jackpot. Là sổ số kiểu Mỹ cái gì 44 tỷ à. Đây, quầy sinh tố. Phở. Cái là McDonald's vậy. Đây khu vực đón xe taxi. Đó, yeah. Thoải mái chọn taxi. Phương tiện mình đi vô Sài Gòn thì nhìn ra là cái gì? Đây có cầu thang máy và có cầu thang bộ để lên tầng 1, tầng 2 gửi xe đó vậy. Đây còn cảnh của bãi xe tầng trệt ra quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi bởi vì lên tầng 1, tầng 2 nha. Thấy toàn cảnh của bãi đậu xe gắn máy. Khi gọi gì nhớ mình ở cột số mấy để đến tìm xe mình nó dễ như cái gì. Rất là rộng. Đánh dấu bằng chữ cái G. Đây có nhiều khách người ta tròn cái áo khoác lên cái tay lái để nhìn thấy dễ nữa. Vì xe Honda sản xuất hàng loạt nên quý vị sẽ không biết là xe nào giống xe nào đâu, chỉ nhìn bảng số rồi đón xe mình phải làm ấm hiểu. Đây, tôi đã tìm được xe tôi, quý vị. Cảm ơn. Đây là đường Trần Quốc Toản, bây giờ là 3 tháng 2, quý vị. Là Học viện Hành Chính Quốc gia nè. Đây còn gọi là khu Kỳ Hòa, quý vị. Rồi cạnh đó là Rạp Hát Hòa Bình. Sàn Kỳ Hòa. Đây có gì xem nhà hát Hòa Bình buổi tối nè. Đó, rất là đẹp. Đây có chương trình dán hương. Rồi
cạnh đó là chùa Việt Nam Quốc Tự nha quý vị.